Ở cái chương này, thứ nhất là chúng ta được học bài đầu tiên về Nam Châm Vĩnh Cửu. Nam Châm Vĩnh Cửu thì chúng ta hiểu được Nam Châm là gì rồi, là những vật có khả năng là hút được những vật liệu bằng sắt từ, thì chúng ta gọi nó là Nam Châm. Nam Châm thì gồm có hai cực, một cực là N, một cực là S, hay nói cách khác một cực là Bắc và một cực kia là Nam. Và giữa các cực từ của Nam Châm thì có tương tác với nhau, các cực từ cùng tên thì là đẩy nhau, còn các cực từ khác tên hút nhau. Hút nhau. Và chúng ta được học về khái niệm từ trường. Từ trường là gì? Cũng như cách nhận biết được từ trường. Các con biết cách nhận biết từ trường không nhỉ? Ok. Cách nhận biết từ trường thì người ta dùng một cái la bàn hoặc là dùng một cái nam châm thử nào đó để chúng ta tiến hành là tìm xem ở cấu tạo nó như thế nào. Ok. Chúng ta tiếp theo chúng ta cũng học về đường sức từ của một thanh nam châm như thế nào, rồi là đường sức từ của một ống dây như thế nào. Và đặc biệt chúng ta học về quy tắc nắm tay phải. Quy tắc nắm tay phải là như thế nào các con nhỉ? Quy tắc nắm tay phải đó nhỉ? Chiều của khung của bốn ngón tay này là trùng với chiều dòng điện, thì chiều ngón cái này chỉ chiều của đường sức từ. Và đường sức từ thì có quy tắc là vào nam ra bắc. Tí chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại. Tiếp theo này, chúng ta được học về sự nhiễm từ của sắt thép, và chúng ta biết được so sánh giữa cái đường sức cái sự nhiễm từ của sắt non và thanh thép là khác nhau ở như thế nào. Một cái